Em đi với Hải, Trinh với là Hậu và cũng rất là vui. Bọn em được trải nghiệm cái không khí ở bên này. Người Hàn Quốc rất là thân thiện và đồ ăn rất là ngon. Bọn em có gặp một vài người Việt Nam ở đây, họ rủ đi ăn phở Hà Nội, nhưng mà nghĩ là sang đây mà đi ăn phở Hà Nội thì phí quá. Bọn em muốn tìm món gì đấy thật đặc sắc của Hàn Quốc. Bọn em ăn một món mì và một vài món bọn em chưa được ăn bao giờ, thấy rất lạ. Cảm ơn ạ.